sự sống đời này một ngày rồi sẽ hết. Ai tìm ai mê rồi đến lúc thất vọng ê chề. Nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chết đi, suốt đời trơ trọi không sinh ra được bông hạt gì. Ai yêu đời này rồi có lúc cũng phải chia tay. Đam mê cuồng say trần gian sẽ là nơi đọa đày. Xin chớ dại khờ mang phận người thì xin hãy nhớ, ra từ trần gian không mang chi được xuống mộ phần. Sự sống đời này một ngày rồi sẽ hết. Ai tìm ai mê rồi đến lúc thất vọng ê chề. Nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chết đi, suốt đời trơ trọi không sinh ra được bông hạt gì. Lo cho đời này chẳng tìm kiếm phúc lộc tương lai, sẽ luôn lầm sai vì lời Chúa dặn ta hôm nào. Con sống đời này tiên vàn là tìm lo nước Chúa, giữ lòng thẳng ngay con an vui nhịp bước về trời. Sống giữa mọi người mà còn thiếu vắng tình yêu thương, sống cho mình thôi là còn mất hạnh phúc nước trời. Vì Chúa dạy con ai phụng sự và tin yêu Chúa, Chúa ở nơi đâu luôn đi theo và hiến cuộc đời. Sự sống đời này một ngày rồi sẽ hết. Ai tìm ai mê rồi đến lúc thất vọng ê chề. Nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chết đi, suốt đời trơ trọi không sinh ra được bông hạt gì. Con dâng cuộc đời nguyện theo Chúa sống đời tôi chung, dẫu cho mòn hao đời dâng hiến là dâng tới cùng. Như Chúa ngày nào hiến đời mình vì yêu nhân thế, chấp nhận thương đau trao cho con tình quá nhiệm màu. Sự sống đời này một ngày rồi sẽ hết. Ai tìm ai mê rồi đến lúc thất vọng ê chề. Nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chết đi, suốt đời trơ trọi không sinh ra được bông hạt gì. Nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chết đi, suốt đời trơ trọi không sinh ra được bông hạt gì.